Vâng, chào chú Tám. Thì Ừ. cháu biết là hiện tại là chú đang có một lô đất rất đẹp ở khu vực Bằng Cục, Ngọc Châu, tỉnh Bắc Giang muốn bán. Đúng Thì rồi. vậy chú có thể cho cháu biết một vài thông tin về lô đất không ạ? Ừ. Thế hiện tại thì nó như này, cái lô đất của chú thì cũng từ cái ý nguyện gia đình, nhưng là chú muốn chuyển đi cái công tác ở một nơi nó không ở gần khu vực này, nên chú muốn chuyển đến đấy ở thì cho nó thuận lợi hơn. Nên chú muốn sang cái lô đất này, thì lô đất của chú thì chỉ chính chủ sổ sổ đỏ, mà trong diện tích của nó là 720 mét vuông thổ cư. Thế và tổng diện tích của nó là trên giấy tờ thì nó thể hiện là 4.500 mấy chục ấy. Thế nhưng mà trong thực tế thì cái địa hình của chú thì cũng như cái đề view cháu vừa quay ấy, tức là cái địa hình kể cả về phong thủy nó rất đẹp. Không biết ai mà có thể là muốn xây dựng một cái nhà vườn hay một khu ở sinh thái. Đấy. Thế, hiện tại trong vườn thì cũng đã có một cái ao khoảng độ 3-4 sào. Thế đằng trước nó thể hiện là một cái con sông Vâng, con sông. chạy hình cánh quạt, Vâng. chạy hình cánh quạt rất đẹp, vòng quanh 1/3 giải đất. Nhưng mà đằng sau thì thể hiện là một cái vành 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 đai, là một 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 cái thẳng thẳng. Trước kia nó căn đất là nó bắn bằng cây mire đấy, cái ranh giới là nó thẳng như thế. Ở bên cạnh sườn phải đằng trước cổng cũng hình thành một cái ranh giới tương đối thẳng. Thế còn thì là đằng trước thì nó khuôn viên hình cánh quạt chạy theo con sông đấy, cũng như để view cho người ấy Vâng. cũng rất muốn. Là với tâm nguyện chú cũng chẳng phải là buôn bán hay cỏ đất hay là gì cả, mà thôi thì tiện cháu đây thì cháu cũng là cháu trong gia đình, thì thôi cháu có đồ cháu quay thì đấy là cái thực tế. Chú muốn là cái gì nó cũng có thực Vậy tế, còn thì ai có nhu cầu thì cũng đến gặp trực chú tiếp chú. cho khán giả tham khảo một cái giá để họ có thể nắm được. Dạ. Chú đang đang nghĩ là chú ra mấy ở một cái giá, là nói chung là chú không cò kè gì, Dạ. nhưng cái giá chuẩn chú ra là chú đang dự tính là ở giá 2 tỷ 7. Dạ, 2 tỷ 7. 2 tỷ 2 7. tỷ 7. Dạ. Tức là chú người thật, việc thật nên chú Dạ. nói thật, chứ chú không phải là nói mà còn kỳ kèo nọ kia. Dĩ nhiên là mua bán thì nó cũng có thỏa thuận, nhưng mà đại Bớt khái là giảm nó chút chút đâu, bớt đấy, tiền chút xăng chút tiền chút cà chút phê. đấy, Vâng. chứ không phải như cò mà nói thế nó lên nói xuống nó xa vời Vậy quá. là chốt lại là À tổng diện tích mà đang sử dụng là khoảng gần 5.000 mét vuông. không, trên 5 nghìn 4.700. À, trên à 5.000. không, trên giấy tờ thì thể hiện nó là chỉ 4.500 mấy chục thôi. Vâng. Thế nhưng mà thực ra là với cái hành lang bờ ngoài một À, trăm mấy mình chục ăn mét ra kia bờ ngoài nữa, vâng. thì cái hành lang Giáp đấy nó ngoài. thể hiện, nó thể hiện ra thì cái diện tích đang Là sử trên dụng 5.000. thực tế này nó Là tầm trên độ 5.000. 5.000 7, nó xếp 5.700. xỉ 6 Đấy. nghìn, 5 nghìn. Thế còn diện tích trên thổ cư với diện tích trên giấy Giấy tờ tờ thì nó thể nó đang rơi hiện vào là khoảng 4.500 mấy chục đấy, đấy cái khoảng như thế. còn cái mà sổ đỏ là có 720. Cái sổ đỏ thì thể hiện bằng hai cái sổ, một cái sổ thổ cư là 720 mét, còn Vâng. cái sổ vườn đồi là 3.715 mét thì phải. À, tách Đấy. thành hai sổ. Ừ. Vâng. Mà cái sổ thì thực ra cái khu vực này thì là cái khu vực cái sổ đất 50 năm, nhưng người ta cũng đã có thông tư để cho mình có thể mình mua thành thổ cư. À, Đấy. vâng. Vì là cả cái khu này thì đều là đất 50 năm, người ta cũng xây nhà, xây ghép nhà tầng Đúng nhà rồi, gác, đúng người rồi. ta ở 30 năm nay rồi. Vâng. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, là cũng có một hộ cách đây hơn một năm đấy, năm 2020 thì cũng có đăng ký mua thổ cư, nhưng thổ cư bây giờ nó cắt có 120 mét đi, thì Vâng. là đóng tiền giá trong, tức từ đất 50 năm chuyển sang tiền giá trong. Nhưng nói chung vẫn nó vẫn là của mình. Ừ, Mình nhưng đã nói mua chung 50 đất năm rồi thì trước 50 sau năm thì hay nó vẫn không thì là của nó mình vẫn là của thôi. mình Đấy. đấy. Mình mua đi thì mình lại mua lại mua tiếp, Đúng chứ rồi. không ai vào đây dành của mình hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng Đấy. rồi. Thì cái gì nó cũng có cái Vâng. giới hạn nó mà. Thí dụ như cái ruộng bây giờ nó giao cho đến 2063 thì xong, thì cũng ai nhảy vào đâu đâu, nhưng mà cái chính sách chỉ tiêu nhà nước nó như nào Đúng thì rồi, nó đúng quy rồi. định chúng ta Dạ, lại thực hiện thế thôi. dạ rồi. Ừ. Rồi, cháu cảm ơn chú. Rồi, hy Thế, vọng là chú bán sớm bán được lô đất này. Để anh chị em nào mà muốn tìm hiểu thì cứ đến gặp trực tiếp hoặc là liên hệ nhắn tin qua Facebook. Dạ, cảm ơn chú. Thế trước tiên cho chú cảm ơn cháu Dạ dạ. nhé, cũng cảm ơn tất cả các quý khách gần xa, mà ai có nhu cầu thì mình đây con người rất thực tế nên chân thật, có gì Dạ rồi. thì anh em gặp gỡ nhé. Dạ, cảm ơn chú.